Ở Thái Lan có một loại quả rất là lạ, có tên gọi là tà linh pinh. Ăn thì siêu chua. Chưa bao giờ thấy một quả nào nó chua như cái quả này. Đây này. Nhưng mà chùm của nó rất đẹp, trông như là một chùm nho. Hình dáng kích thước cũng giống nho. Lá thì hơi giống khế một tí thôi. Đây tôi sẽ hái một quả ăn thử. Chua lắm các bạn ạ. Cái này thì họ để những cô gái ấy, họ ăn ăn chơi chấm muối, ăn chơi muối ớt. Còn có thể nấu canh nữa. Đây này. Rất là nhiều. Và khi ăn thì tôi thấy nó cũng không có hột ở trong, rất giống kết cấu của quả khế nhưng mà nó lại không tách ra thành múi và không to ra. Đây này. Ui, nhiều lắm, sai lắm. Đấy. Đây, tôi đã chuẩn bị sẵn một bát muối, ớt để chấm cái quả gì nhỉ? Palinting cái gì đấy? Palinting. Các bạn thấy ở đây là nông dân Thái Lan nhá, đều một cái khu đồng ruộng ở phía sau kìa. Thế nhưng mà lại nhà nào cũng có một cái ô tô này, Honda Vios này, rồi kia kìa, Chevrolet kìa. Nói chung là đời sống cũng khá cao. Để tôi sẽ chấm ăn thử của này. Ui, ghế cả răng. Chua kinh khủng. Nhưng mà vẫn thèm, vẫn muốn ăn thêm. Đây, chấm. Chị em ở Việt Nam mà ăn cái quả này thì thích. Phải vừa ăn vừa chảy nước mắt. Ở đây tôi chảy nước mắt rồi. Thế mới sướng. Đến Thái Lan ấy, chưa chắc đã kiếm được cái này. Cái này thì phải vào những cái vùng quê đây này. Kết cấu của nó trông cũng khá là giống với quả khế đấy chứ. Nhưng mà lại không có sao, không có cánh à. Sau một hồi hỏi han thì tôi được biết rằng đây chính là những quả khế khế Thái Lan. Đây, rất là lạ. Đấy.